Nếu được giữ chân bằng cách này, bạn có muốn ở lại công ty? Long là một thần đằng chính hiệu, làm việc như con trâu cầy, cật lực cả ngày đêm cho công ty đa cấp mà cuối cùng chẳng được gì ngoài cái mác anh hùng lao động. Đã thế, công ty lại còn rút ruột rút gan nhân viên, khiến cả đám đồng nghiệp bỏ chạy hết veo. Mệt mỏi, chán nản, anh ngẩng lên than trời than đất. Đơn xin nghỉ việc đã nằm sẵn trong tay, chỉ chờ chữ ký là xong. Nhưng mà đang định đi thì chị quản lý xinh đẹp đến chào hỏi, thằng em Long lại mềm như bún. Chị quản lý thấy Long ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cũng hỏi han, đứng mát xa cho anh một lúc làm Long tỉnh cả người. Đang tận hưởng thì đột nhiên một em to tròn đến, hóa ra em là nhân viên mới của công ty. Em giới thiệu em là Judy, Long vừa cho xong chuyện. Chị sếp xinh đẹp nói có việc bận, cho Judy ngồi ngay cạnh Long, dặn dò Long hãy hướng dẫn em nhẹ nhàng. Long đã gọi em ngồi gần để học việc, em vừa đặt đào xuống một cái, mắt Long tự nhiên bị tật khúc xa. Mắt Judy ở trên nhưng anh cứ nhìn vào tâm hồn của Judy để trả lời thôi. Long bảo hôm nay em không cần làm gì hết, nhìn anh làm là được rồi. Nhưng Judy đâu chịu, Long bảo có gì anh sẽ chăm sóc em từng kẽ tóc nên đừng có lo. Làm được một lúc, Long lại phàn nàn với sếp về việc lương lậu của mình. Hứa thị sếp đành năn nỉ Long cố chịu đựng nốt tuần này. Hứa thị sếp lại diễn than khóc thở dài, cô cầm lấy tay anh, rồi cho anh cảm nhận được tâm hồn của mình. Bà nói, công ty đang trong tình trạng khó khăn. Thấy anh vẫn đắn đo, chị sếp từ từ cúi xuống, cởi chiếc quần tất của mình. Nói rằng quần tất này cô cũng giữ một tuần chưa giặt rồi, anh cầm tạm. Coi như là phần lương bị trễ một tuần nhé. Phong nắm giữ như báu vật, chị sếp lại bẹo má Phong vài cái. Sếp vừa đi khỏi, Phong hít lấy hít để, trợn cả mắt. Nhưng, em nhân viên mới đến độ to của tâm hồn lại tỉ lên nghịch với não. Bảo em lưu file, em lại làm hỏng file mất tiêu. Anh điên cả đầu, quay lại trầm tư lôi tờ giấy nghỉ việc ra tiếp. Thế nhưng Judy lại quay ra hỏi anh có muốn sờ bưởi cô không? Đây là coi như bù đắp cho những gì mà cô làm với anh. Sau đó, cô vén tóc, rồi cho anh sờ. Long đưa tay lên khẽ chạm vào. Nhưng anh chưa xong thì sếp gọi, Judy đứng lên luôn. Anh bóp bóp không khí trong tiếc nuối. Long đợi lâu quá, anh đợi đến ngờ nghệch cả con người. Anh quyết định đi đến phòng sếp xem sao. Thế nhưng hóa ra sếp cùng em nhân viên mới đến đang bàn kế hoạch để trói chân anh ở công ty này mà không trả lương cho anh. Cứ bày hoa quả ra là mọi thứ đối với anh không quan trọng. Không thể tin được Long phẫn uất, chửi, vứt luôn giấy nghỉ việc xuống đất, tuyên bố nghỉ việc. Cái cần câu cơm duy nhất sắp mất, sếp cầm tay Long, năm nỉ, nếu anh ở lại chúng tôi sẽ tặng quà cho anh. Cuối cái đầu bò tôi tin vào cô nữa. Judy chợt áp hai quả bưởi căng tròn vào người anh, sếp thì áp hai quả cam, anh như miếng sandwich kẹp hoa quả. Judy chợt chơi chiêu mạnh hơn, cô từ từ mở cửa sổ bên dưới của anh lên. Vậy là thần đằng Long lại quyết định hiến huyết cho cái công ty này một lần nữa. Nếu bạn là Long, bạn có muốn tiếp tục làm việc tại công ty này không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho DHT biết với nhé.